Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 34% kế hoạch vốn giao, không đạt kế hoạch đề ra. Để khắc phục những hạn chế và đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn năm 2024, ngay từ đầu năm, tỉnh Hòa Bình đã đề ra những giải pháp cụ thể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, gây khó khăn về quy hoạch sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất. Bên cạnh đó là do một số dự án trọng điểm trên địa bàn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng thiếu đất đắp cho công trình kéo dài dẫn tới chậm tiến độ các dự án. Đây chính là những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đạt thấp. Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6 được khởi công từ tháng 3 năm 2022, dự kiến hoàn thành ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, gần một năm nay, dự án chỉ thi công được hạng mục phần cầu qua suối Trăm và phải dừng thi công toàn tuyến do thiếu nguồn đất đắp công trình. Điều này đã tác động lớn đến tiến độ giải ngân dự án. Mặt bằng một số đoạn có rồi, nhưng mà hiện tại giờ là nguồn đất đắp vẫn chưa được phê duyệt, là chúng tôi là không thể thi công được, không có nguồn đất đắp để thi công. Thứ hai nữa là đường điện đây, bây giờ là chắn ngang là tuyến đường này và tại cái khu vực thi công của cái tường chắn này là chưa di rời, cho nên chúng tôi cũng không thể đưa máy vào thi công được. Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn, Xuân Mai, Hà Nội, đường liên kết vùng Hòa Bình Hà Nội cũng gặp khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp, dẫn tới làm chậm tiến độ các dự án. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới tiến độ giải ngân thấp. Nguyên nhân thì do cái thị trường bất động sản trầm lắng, rồi là chủ yếu là do nguyên nhân khách quan thôi, rồi các quy trình thủ tục đầu tư các dự án kéo dài và vướng mắc trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao. Điển hình như các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, yêu cầu đặt ra là tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm của năm 2023 và nhanh chóng khắc phục những bất cập hạn chế đã được chỉ ra. Mặt khác, các đơn vị chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các sở ngành chính quyền địa phương khẩn trương phân bổ và giải ngân nguồn vốn. Các chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo quy định. Để đạt được mục tiêu được công nhận là đô thị loại 2 trước năm 2025, thành phố Hòa Bình tập trung xây dựng đồ án quy hoạch chung nhằm tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Ngay từ cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, xác định các dự án trọng điểm để tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố thì ngay từ cuối năm 2023 đã được thành phố phê duyệt thông qua hội đồng nhân dân cung cấp. Và cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã xác định những cái dự án trọng tâm, trọng điểm để triển khai cái nội dung liên quan đến việc là tiếp tục là đầu tư cho cái hạ tầng kỹ thuật, hệ thống môi trường, cây xanh để làm sao đó đảm đẹp cảnh quan vận động để đảm bảo được cái tiêu chí đô thị loại 2 trong năm 2024 mà phải thực hiện. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước, tiếp tục huy động các nguồn vốn để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, ưu tiên đầu tư phát triển vùng động lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, giao thông nông thôn, hạ tầng khu cụm công nghiệp, đô thị, khu điểm du lịch quốc gia. Trước cái tình hình giải ngân thì cũng góp phần cho tăng trưởng kinh tế xã hội, cho nên là cái việc mà tỉnh rất là chú trọng vấn đề giải ngân vốn đầu tư công và cả trong và ngoài ngân sách. Chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo để chúng ta đốc thúc hàng tháng, hàng tuần, hàng quý thì có thể họp để đốc thúc các cái chủ đầu tư có thể giải ngân vốn đầu tư công và các cái dự án ngoài ngân sách nữa thì cũng phải hỗ trợ họ về thủ tục đầu tư rồi về giải phóng mặt bằng. Những cái khó khăn như thế thì chính phủ, địa phương, chính quyền địa phương phải luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp,
cùng các cái chủ đầu tư để mới thúc đẩy giải ngân được. Để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024, công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn đầu tư công cần được quan tâm ngay từ đầu năm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đối với các dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân thấp, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ước đạt trên 95% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, để đạt được mục tiêu này cũng cần sớm có giải pháp điều chuyển nguồn vốn kịp thời đối với nguồn vốn không giải ngân được sang những dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn. Mặt khác, cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các thủ tục thanh toán, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc.